Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ 6, ngày 26 tháng 8, năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần kết, bài nói về mẹ Teresa, vị thánh của đêm tối. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với công danh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 25, từ câu 1 đến câu 13. Bấy giờ, nước trời sẽ giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó, thì có 5 cô dại và 5 cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn, vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. Nửa đêm, có tiếng la lên, chú rể kia rồi, ra đón đi. Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng, xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi. Các cô khôn đáp, sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu. Các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi, thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp, tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Quý vị và các bạn thân mến, nhà văn nổi tiếng người Pháp Alexandre Dumas từng nói, tất cả khôn ngoan của con người tập trung lại trong hai từ, chờ đợi và hy vọng. Thật thế, việc chờ đợi và hy vọng vào một điều tốt đẹp luôn làm cho cuộc sống của mỗi chúng ta tăng thêm hạnh phúc và ý nghĩa. Đợi chờ tuy là một tình trạng rất ít người trong chúng ta muốn đối diện, thế nhưng, rất nhiều khi, đợi chờ lại là một khí cụ giúp chúng ta đo lường được tình yêu. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Matthew đã thuật lại cho chúng ta dụ ngôn về 10 cô trinh nữ đang chuẩn bị chào đón chàng rể khi anh ta đến tham dự tiệc cưới. Cũng cùng một sự chờ đợi, thế nhưng, cách thức biểu lộ của những cô trinh nữ khôn ngoan lại khác hẳn so với những cô trinh nữ khờ dại. Ở đây, khi đề cập đến những cô trinh nữ khôn ngoan,
Đức Giê-xu muốn nói đến những con người có một con tim hiểu biết và một con tim thức tỉnh. Họ có một con tim hiểu biết vì họ đã yêu mến. Họ luôn mong ngóng, đợi chờ giây phút để họ có thể được gặp gỡ với người họ đang hy vọng. Họ có con tim thức tỉnh vì họ cảm thấy đây chính là một đòi hỏi bắt buộc, một đòi hỏi để thực hiện những điều mà họ hằng trông mong. Còn đối với những cô trinh nữ khờ dại, Đức Giê-xu lại muốn ám chỉ đến những người sao nhãng và xem thường ơn cứu độ. Khi thực sự yêu mến một ai đó, chắc chắn họ sẽ chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết. Và một khi cơ hội đến, họ sẽ nắm bắt chúng và không để bất cứ điều gì cản bước họ. Những cô trinh nữ khờ dại ở đây được ví như những người tuy đã được nghe lời của Đức Giê-xu nhưng lại không đem ra thực hành. Hay như những người khờ dại xây nhà trên cát. Thật vậy, không một ai có thể biết được lúc nào, giờ nào con người đến, thậm chí các thiên thần trên trời, hay ngay cả người con cũng không biết được, nhưng chỉ có Chúa Cha biết mà thôi. Hãy sẵn sàng và tỉnh thức, đó là lời mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta đáp trả. Bởi vì, chúng ta không biết ngày giờ con người đến. Dụ ngôn trên đưa ra cho chúng ta một bài học. Đừng bao giờ nông cạn, chỉ nhìn thấy hiện tại, mà hãy cố gắng khám phá tiếng gọi của Chúa, thậm chí trong những thứ bé nhỏ nhất của đời sống, hay ngay cả chút dầu ít ỏi còn sót lại trong đèn dầu. Lạy Chúa, Chúa là con đường, là chân lý và là nguồn sống của chúng con. Xin dạy chúng con luôn biết thức tỉnh và sẵn sàng để chờ đón Chúa qua việc tìm kiếm thánh ý Ngài. Amen. Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Salamanca, Tây Ban Nha.
Hội thảo quốc tế của dòng Đa Minh về việc cổ võ và bảo vệ các quyền con người. Trong khuôn khổ năm thánh, kỷ niệm 800 năm dòng được châu Phê, dòng anh em giảng thuyết hay còn gọi là dòng thánh Đa Minh sẽ tổ chức một hội thảo quốc tế với đề tài Anh em Đa Minh và việc cổ võ và bảo vệ các quyền con người, quá khứ, hiện tại và tương lai. Hội nghị sẽ diễn ra vào đầu tháng 9 năm 2016 tại Salamanca, Tây Ban Nha. Cuộc hội thảo sẽ được tổ chức tại tu viện có tầm mức lịch sử là tu viện San Esteban Protomártir ở Salamanca. Đây chính là nơi khai sinh trường phái Salamanca, là nơi một số người anh em Đa Minh như cha Francisco de Victoria, cha Antonio de Montesinos cùng với cộng đoàn của các vị này, cũng như cha Bartolomé de las Casas đã dấn thân trong những vấn đề căn cốt liên quan đến các quyền con người của những người bản xứ châu Mỹ Latin hồi thế kỷ thứ 16. Trường phái Salamanca đã cho thấy những theo đuổi suy tư như của các anh em Đa Minh chính là điều đã được các giáo huấn của các Đức Giáo Hoàng xác nhận về các nhu cầu của thời đại. Với mục đích củng cố mối tương liên khăng khít qua lại giữa việc học hành và sứ vụ, đôi lúc đã bị sao nhãng, Tổng hội gần đây của dòng Đa Minh đã kêu gọi cần có sự kết hợp nhịp nhàng và mới mẻ hơn cả hai. Đó là đời sống trí thức và đời sống tông đồ của anh em. Tổng hội vừa qua của dòng đã đặt tên cho quyết tâm muốn đổi mới việc giảng thuyết của mình, gắn kết cả đời sống trí thức lẫn sứ vụ, bằng một cụm từ là Tiến trình Salamanca. Cuộc hội thảo sắp tới sẽ là một phần không thể thiếu trong Tiến trình Salamanca này, vì nó giúp gắn kết, kết nối những vị đứng đầu các học viện trí thức của dòng với các anh chị em và các giáo dân Đa Minh đang hoạt động trên tuyến đầu bảo vệ và cổ võ các quyền của con người. Tin Hồng Kông. Ơn gọi phát sinh từ chứng tá của mẹ Teresa. Ngày 20 tháng 8 vừa qua, giáo phận Hồng Kông có thêm hai tân linh mục. Đó là cha Ignacio Lowe và Paulo Nguyên. Cha Ignacio Lowe chia sẻ với hãng tin Á Châu như sau. Cuộc sống của một linh mục phải hấp dẫn. Một linh mục là người gạt bỏ mình qua một bên để đến gần người khác. Đi làm sống lại ơn gọi cần phải đến với giới trẻ. Giáo phận Hồng Kông hiện có 384.000 tín hữu với 160.000 lao động người Philippines và 37.000 người thuộc các quốc tịch khác, nhưng chỉ có 68 linh mục triều thuộc giáo phận. Có 223 linh mục thừa sai của các hội dòng và hội đoàn. Như thế, mỗi linh mục phải chăm sóc mục vụ cho 1.320 giáo dân. Lấy truyền chức linh mục là một niềm vui có thể hiểu được của giáo phận, vì giáo phận đã thực hiện các chương trình ơn gọi khác nhau, nhưng kết quả rất tối thiểu. Cha Ignacio Lowe kể lại câu chuyện đời mình. Anh Ignacio bắt đầu quan tâm đến đức tin vào năm 1997, khi học ở đại học. Anh tham gia cộng đoàn Anh giáo và lãnh nhận bí tích rửa tội năm 1999. Nhưng sau đó, Ignacio cũng cảm thấy bị thu hút bởi Công giáo. Sau khi đọc một cuốn sách về cuộc đời mẹ Teresa, Ignacio bắt đầu cảm thấy tiếng gọi. Một ai đó đã nói với anh là anh nên trở thành linh mục, nhưng anh đã nghĩ điều này sai. Ignacio đã nói chuyện với vị mục sư và xin vị này cầu nguyện cho mình. Sau đó, nhờ một người bạn Công giáo, Ignacio bắt đầu tham dự các cử hành phụng vụ của nhà thờ địa phương. Và vào năm 2003, anh quyết định gia nhập lớp Tân Tòng. Năm 2004, Ignacio bắt đầu con đường đưa anh đến với giáo hội Công giáo chính thức vào lễ phục sinh năm 2005. Thay đổi này
không ảnh hưởng đến ơn gọi của Ignacio. Anh đi lễ mỗi ngày, và tu sĩ phụ trách nhà thờ hỏi anh, có phải anh đang tìm kiếm điều gì không? Các nữ tu đã giới thiệu Ignacio với giám đốc chủng viện của giáo phận, và một năm sau, anh đã vào chủng viện. Ban đầu, Ignacio nghĩ mình muốn theo đặc sủng dòng Đa Minh hay Francisco, nhưng Chúa đã chọn con đường giáo phận cho anh. Gia đình của Ignacio không ủng hộ quyết định của anh lắm. Cha mẹ và hai người em của anh không phải là công giáo. Đặc biệt, cha mẹ Ignacio không chấp nhận việc anh trở thành linh mục, vì họ tin là họ sẽ mất một người con. Theo thời gian, mọi sự cũng thay đổi. Từ việc không thể chấp nhận quyết định của anh, gia đình đã bằng lòng. Ngày nay, cha của Ignacio hãnh diện về anh và yêu quý các nhà truyền giáo, những người từ bỏ mọi sự vì điều thiện ích cho Hồng Kông. Cha Ignacio nói, tôi sẽ cố gắng học hành luôn luôn, tiếp tục hoạt động với những người trẻ và giúp họ hiểu là Thiên Chúa có lời mời gọi cho mỗi người. Tin Nairobi, Kenya. Hội nghị các trường công giáo Kenya. Đức cha Anthony Muheria, giám mục Kitui, kêu gọi giới hữu trách các cơ sở giáo dục toàn nước Kenya tìm hiểu sâu rộng tình hình của giới trẻ để chặn đứng làn sóng tấn công, bạo lực và đình công của các học sinh sinh viên trong nước. Đức cha Muheria đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong hội nghị diễn ra trong các ngày từ 16 đến 18 tháng 8 vừa qua về đề tài các trường công giáo, một nơi để gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô, vị thầy cảm thương. Ngỏ lời với hơn 1.000 hiệu trưởng và thư ký của các cơ sở giáo dục tham dự hội nghị, Đức cha nói, cần phải tìm hiểu các điều đang xảy ra trong thế giới người trẻ để có thể ngăn chặn làn sóng bạo lực tấn công đốt phá các trường học trong thời gian qua. Song song, cần phải hiểu các vấn đề sâu xa của giới trẻ và tìm cách thông truyền cho con tim họ các giá trị Kitô, khuyến khích họ tham dự vào việc phục vụ cộng đoàn và khước từ ma túy. Như đã biết, làn sóng bạo lực bùng nổ hồi đầu tháng 8 này khiến cho hơn 100 trường học bị đốt phá. Các hiệu trưởng các trường công giáo cho biết, đây là các hành động do các nhóm được tổ chức chặt chẽ chủ mưu nhằm gây bất ổn và phá hủy nền giáo dục trong nước. Sau khi điều tra, người ta được biết rằng một số trường học đã bị đốt phá bởi vài sinh viên học sinh quá khích, được tài trợ bởi các cá nhân thuê đốt các nhà ngủ nội trú của các trường học. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cùng tín hữu lần hạt mân côi cầu cho các nạn nhân động đất Italia. Như chúng ta đã nghe tin, lúc 3 giờ 36 phút sáng thứ Tư 24 tháng 8 vừa qua, đã xảy ra trận động đất lớn trong miền trung Italia. Đã có 5 lần rung từ 4 đến 6 độ Richter và 50 lần rung trên 2 độ Richter, khiến cho nhiều nhà và dinh thự bị sập tại các thành phố Amatrice và Ascomoli thuộc tỉnh Rieti và Acquata del Tronto thuộc tỉnh Ascoli Piceno. Tính cho đến nay đã có hơn 60 người chết, trong đó có một số trẻ em. Nhưng người ta sợ rằng số người chết sẽ gia tăng vì độ mạnh của trận động đất giống như đã xảy ra tại tỉnh Aquila hồi năm 2009. Trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã không đọc bài giáo lý chuẩn bị cho buổi tiếp kiến, nhưng Ngài đã chia buồn với các nạn nhân và mời mọi người cùng Ngài lần vài chục kinh mùa thương để cầu nguyện cho các nạn nhân. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, tôi đã chuẩn bị bài giáo lý hôm nay như tất cả mọi thứ tư của năm thánh lòng thương xót, về đề tài sự gần gũi của Chúa Giêsu. Nhưng trước tiên động đất xảy ra trong vùng Trung Italia,
tàn phá toàn vùng và để lại các người chết và bị thương. Tôi không thể không bày tỏ nỗi đau đớn lớn lao và sự gần gũi của tôi với tất cả những người hiện diện trong các nơi bị động đất, và tất cả những người đã mất thân nhân và những người còn cảm nhận nỗi sợ hãi và kinh hoàng. Nghe ông thị trưởng Amatrice nói, quê hương tôi không còn nữa, và biết rằng giữa các người chết cũng có các trẻ em, tôi thật xúc động biết bao. Chính vì vậy, tôi muốn bảo đảm với tất cả các anh chị em này, tại Accumoli, Amatrice, trong giáo phận Rieti, và Ascoli Piceno, và toàn vùng Lazio, vùng Umbria và Marche, cũng như tỉnh Perugia, lời cầu nguyện của tôi, và nói cho họ biết chắc chắn về sự vuốt ve và vòng tay ôm của toàn thể giáo hội trong lúc này đây, đang ước muốn ôm ấp họ với tình yêu thương hiền mẫu của mình. Đức Thánh Cha nói thêm như sau. Trong khi cảm ơn tất cả các thiện nguyện viên và các nhân viên bảo vệ dân sự đang cứu giúp dân chúng các vùng này, tôi xin anh chị em hiệp nhất với tôi trong lời cầu nguyện để Chúa Giêsu là đấng luôn luôn cảm thương trước nỗi khổ đau của con người, an ủi các con tim đau đớn này và ban cho họ niềm an bình qua lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Maria. Chúng ta hãy cùng cảm thương họ với Chúa Giêsu. Vì vậy, chúng ta hãy để bài giáo lý của thứ tư này vào tuần tới. Và tôi mời anh chị em cùng tôi lần một chuỗi mân côi các mầu nhiệm thương cầu cho các nạn nhân. Sau khi đọc kinh cầu nguyện cho các nạn nhân trận động đất, Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm khác nhau tham dự buổi tiếp kiến. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối bài viết nói về cuộc trả lời phỏng vấn của Linh mục Brian Coller-Dichuk, thỉnh nguyện viên án phong thánh của mẹ Teresa Calcutta, trước thềm lễ phong hiển thánh cho mẹ vào ngày 4 tháng 9 tới đây. Đêm đen đức tin mà mẹ Teresa chịu, mãi tới năm 1958, khi Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 qua đời, mới tạm nguôi ngoai. Như thường lệ, vào dịp này, giám mục giáo phận thường cử hành thánh lễ cầu nguyện cho vị giáo hoàng quá cố. Trong thánh lễ này, mẹ Teresa xin Chúa một dấu hiệu, cho thấy người hài lòng với việc làm của dòng truyền giáo bác ái. Và chính lúc ấy, màn đêm nội tâm mới được chọc thủng phần nào. Mẹ cho biết, Chúa Giêsu hiến thân trọn vẹn cho mẹ. Nhưng sự kết hợp này, sự dịu ngọt này, qua đi rất nhanh, sau 6 tháng. Nhân dịp này, cha Martin có thuật lại câu chuyện của một vị giám mục, vốn làm cố vấn thiêng liêng cho mẹ. Vị giám mục này một ngày kia thảo luận với mẹ về việc khô khan trong lúc cầu nguyện, thì được mẹ xác nhận là mẹ không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Hai vị lúc đó đang ở Calcutta. Bỗng có một bé trai chạy tới ôm choàng lấy mẹ, và em nói với mẹ, đây cũng là sự hiện diện của Chúa. Căn cứ vào câu chuyện này, cha Martin nghĩ, mẹ hình như thích dấu hiệu bên trong hơn là dấu hiệu bên ngoài cho thấy sự hiện diện của Thiên Chúa. Không biết điều này có đúng không? Theo cha Coller-Dichuk, điều ấy có thể đúng. Một trong các lá thư của mẹ có nhận định sau. Lúc ở ngoài phố, con có thể nói với Chúa hàng giờ. Cha cho rằng, lãnh vực xúc cảm dường như không mạnh nơi mẹ Teresa, nên mẹ phải chiến thắng sự yếu kém này bằng ý chí. Mẹ thấy quanh mẹ công việc đang phát triển, lớn mạnh, nhiều thành quả, được người ta ủng hộ. Mẹ nhìn thấy lòng quảng đại của những người giúp đỡ mẹ. Với mẹ,
đó cũng là sự hiện diện của Thiên Chúa. Việc ấy hình như mãi sau này mẹ mới nắm được. Nhiều người lấy làm lạ, tại sao các vị linh hướng lại không giúp gì được mẹ trong sự khô khan này? Mãi tới năm 1961, cha Neuner mới đem lại cho mẹ một cái nhìn thông sáng hơn, khi cha nói với mẹ, đây là khía cạnh thiêng liêng của việc mẹ làm. Sau này, cha Neuner cho hay, câu nói đó bật sáng trong mẹ và giúp mẹ rất nhiều. Đau đớn và khó khăn còn đó, nhưng ít ra mẹ có được một ý nghĩa nào đó của việc mình làm, được liên kết với nỗi thống khổ riêng của Chúa Giê-xu, nhất là nỗi thống khổ bên trong. Mẹ thường nhận định rằng, theo mẹ, Chúa Giê-xu chịu đau khổ ở vườn Giê-xi-ma-ni nhiều hơn cái đau trên thập giá. Bây giờ ta hiểu tại sao mẹ lại nói thế. Điểm độc đáo nơi mẹ Teresa, vì thế, hệ ở điểm này, đó là các vị thánh khác thực hiện nhiều công trình vĩ đại cho người nghèo, nhưng được an ủi. Còn mẹ, thì làm việc cho người nghèo với chiếc bể trống rỗng. Cha Kolodichuk cho hay, ai cũng nghĩ vì mẹ được nhiều người ái mộ, nên đó là một yếu tố khuyến khích mẹ dốc toàn lực cho công việc giúp người nghèo. Ngay trên máy bay, người ta cũng chạy tới với mẹ, muốn nói với mẹ, xin chữ ký của mẹ hay chúc lành của mẹ. Nhưng thực ra không phải thế. Đã đành, Chúa luôn ban các ơn cần thiết cho mẹ, nhưng người mời gọi mẹ chịu sự đau khổ của cô đơn tâm linh để làm gương cho con người khốn khổ thời nay. Mỗi thời, Chúa ban cho chúng ta các vị thánh thích hợp. Đây là lý do khiến mẹ Teresa trải qua cảm nghiệm trên. Vì thời đại ta, nỗi thống khổ lớn lao nhất chắc chắn là cảnh nghèo tâm linh, một cảnh nghèo tác động trên cả những người giàu có nhất trần gian. Có thể họ còn cô đơn, không được ước muốn và bị bỏ rơi hơn bất cứ ai khác. Cha Kolodichuk biết mẹ Teresa trong 20 năm cuối đời mẹ, nên thấy rõ nét tan hòa nơi mẹ. Thoạt đầu, mẹ rất đòi hỏi, nhất là đối với các nữ tu dưới quyền. Nhưng dần dà, mẹ quả thực trở nên một người mẹ đúng nghĩa, khiến ai ai cũng gọi mẹ là mẹ, từ các nữ tu tới mọi người sống gần mẹ. Tất cả gọi mẹ gọn lỏn là mẹ. Mẹ thực sự muốn trở thành người mẹ. Đó là điều thật kỳ diệu. Mẹ còn nhiều điều tích cực trong tư cách mẹ này. Tuy nhiên, cha Kolodichuk vẫn coi câu mẹ nói sau đây tóm tắt được đời mẹ Teresa thành Calcutta. Nếu tôi có là thánh, tôi sẽ là vị thánh của tối tăm, và tôi sẽ xin trời cho tôi làm ánh sáng cho những người sống trong tối tăm trần gian. Trong một cuộc đàm đạo khác với Lori Goodstein, ngày 13 tháng 8 vừa qua, cha Kolodichuk thuật lại hai phép lạ cách nhau 10 năm đã quyết định án phong thánh cho mẹ Teresa. Phép lạ đầu tiên xảy ra cho Monica Besra ở Bengal, Ấn Độ, giúp làm biến đi khối u ở bụng dưới, to khoảng 16 hay 17 cm. Phép lạ thứ hai xảy ra cho Marcelino ở Brazil, giúp anh khỏi chứng nhiễm vi khuẩn ở óc. Điều đáng nói là mẹ cũng bị nhiều người chỉ trích. Họ tố cáo mẹ điều hành các cơ sở chăm sóc không đúng tiêu chuẩn và từng o bế những nhà độc tài như Enver Hoxha ở Albany và Jean-Claude Duvalier ở Haiti. Nhưng tất cả là do tuyên truyền của Christopher Hitchens qua cuốn phim Thiên Thần Hỏa Ngục và cuốn sách Chủ Trương Truyền Giáo của anh ta. Nhưng theo cha Kolodichuk, phần lớn chỉ là hiểu lầm. Mẹ chưa bao giờ nhận tiền của Duvalier. Mẹ yêu cầu được đến thăm mộ của mẹ và của em gái, nhưng nhân viên chính phủ Albany đã dẫn mẹ tới mộ Hoxha. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối bài viết nói về cuộc trả lời phỏng vấn của linh mục Brian Kolodichuk, thỉnh nguyện viên án phong thánh của mẹ Teresa Calcutta, trước thềm lễ phong thánh cho mẹ vào ngày 4 tháng 9 tới đây.
bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về mối tương quan giữa mầu nhiệm của ân sủng với mầu nhiệm của tội lỗi, về sự sa ngã của các thiên thần. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về chính mầu nhiệm của tội nguyên tổ. Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu về bản chất, kế đó là hậu quả, sự phát triển giáo lý về tội nguyên tổ, và cuối cùng là việc lưu truyền của tội nguyên tổ. Trước hết, về bản chất của tội nguyên tổ. Con người đầu tiên bị ma quỷ cám dỗ đã đánh mất lòng tín thác vào đấng tạo dựng nên mình. Và khi lạm dụng sự tự do, con người bất tuân lệnh Thiên Chúa. Đó chính là tội đầu tiên của con người. Mọi tội lỗi khác cũng tương tự như thế, đều xuất phát từ việc bất tuân phục Thiên Chúa và thiếu tín thác vào lòng nhân hậu của Ngài. Khi phạm tội, con người chọn chính mình thay vì Thiên Chúa, bất chấp tình trạng thụ tạo của mình, và do đó cũng bỏ qua cả điều tốt lành cho bản thân. Đó chính là bản chất của tội. Vậy đâu là hậu quả của tội nguyên tổ? Thánh Kinh cho thấy những hậu quả đau đớn của sự bất tuân ấy. Adam và Eva đã không còn sự thánh thiện và sự thân mật nguyên thủy nữa. Họ sợ hãi trước vị Thiên Chúa mà họ đã hiểu một cách sai lệch, như là vị Thiên Chúa ganh tị, Ngài sợ mất những đặc quyền của mình. Kể từ đó, mối tương quan giữa người nam và người nữ đã trở nên căng thẳng hơn, đầy ham muốn và thống trị. Sự hài hòa với vạn vật bị phá vỡ, thế giới vạn vật trở nên xa lạ và thù nghịch với con người. Sự chết đã thâm nhập vào lịch sử nhân loại, và từ đó con người vốn là tro bụi sẽ trở về với bụi tro. Tội đầu tiên này dẫn đến tình trạng huynh đệ tương tàn như Cain giết Abel, và kế đó là sự sa đọa của tất cả con cái loài người, dẫn đến lụt hồng thủy. Cũng vậy, trong lịch sử Israel, tội lỗi thường xuyên xuất hiện, nhất là dưới dạng bất trung với giao ước của Thiên Chúa, việc vi phạm luật Mô-xê. Thánh Kinh và truyền thống hội thánh không ngừng khẳng định rằng tội hiện diện khắp nơi trong lịch sử loài người. Con người từ đó cũng khám phá ra mình hướng về sự dữ và luôn ngụp lặn trong muôn vàn sự dữ khác nhau, là những điều không thể phát xuất từ đấng sáng tạo tốt lành được. Nhưng vấn đề đặt ra là làm sao tội Adam lại trở thành tội của cả nhân loại? Thánh Phaolô khẳng định mọi người đều liên đới với tội của Adam. Do một người bất tuân mà muôn người đã trở thành tội nhân. Hội thánh cũng luôn xác tín rằng những nỗi khốn khổ lớn lao đang đè nén con người, việc con người hướng chiều về sự dữ và sự chết đều là hậu quả của tội nguyên tổ. Thánh Thomas Aquino lý giải rằng, vì nhân loại ở trong Adam như một thân thể duy nhất của một con người duy nhất. Hơn nữa, cộng đồng Trento cũng khẳng định, do thể thống nhất của nhân loại mà mọi người đều liên lụy tới tội của Adam. Cộng đồng khẳng định rằng, tội nguyên tổ truyền lại cho chúng ta, và hậu quả trực tiếp của tội này là cái chết của linh hồn. Chính vì lẽ này, hội thánh cử hành bí tích thanh tẩy để tha tội
cho cả những trẻ em dù chưa từng phạm tội riêng. Sau cùng, nhờ Mạc Khải chúng ta biết rằng, Nguyên Tổ đã nhận được sự thánh thiện và công chính không phải cho riêng mình, mà cho cả bản tính nhân loại. Như vậy, khi Nguyên Tổ phạm tội, dù với tính cách cá nhân, nhưng tội đó cũng ảnh hưởng đến tất cả bản tính của con người. Tình trạng sa đọa được truyền lại cho nhân loại qua đường sinh sản. Nói cách khác, qua đường truyền sinh, con người đón nhận một bản tính vốn đã đánh mất sự thánh thiện và công chính nguyên thủy. Do đó, các nhà thần học gọi tội Nguyên Tổ là tội theo nghĩa loại suy, là thứ tội con người bị nhiễm chứ không phải đã phạm. Đó là một tình trạng chứ không phải một hành vi. Tuy nhiên, việc lưu truyền nguyên tội là một mầu nhiệm mà chúng ta không thể hiểu thấu một cách trọn vẹn được. Và bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự phát triển giáo lý về tội nguyên tổ. Giáo lý về sự lưu truyền tội nguyên tổ đã được xác định vào thế kỷ thứ tư, đặc biệt qua tư tưởng của Thánh Augustino chống lại lạc thuyết Pelagio, cho rằng với khả năng tự nhiên của ý chí tự do, con người không cần ơn Thiên Chúa trợ giúp cũng có thể sống tốt lành về mặt tuân lý. Pelagio gọi tội Adam như là sự ảnh hưởng của một gương xấu. Ngược lại, đến thế kỷ thứ 16, các thần học gia tin lành lại chủ trương rằng nguyên tội đã làm cho con người hoàn toàn sa đọa và tiêu hủy vĩnh viễn sự tự do của con người. Vì thế, khuynh hướng nghiêng chiều về sự giữ bị cho là không thể khắc phục được. Tuy nhiên, Hội Thánh khẳng định, tội nguyên tổ tuy là mất sự thánh thiện và công chính ban đầu, nhưng không hủy hoại toàn bộ bản tính con người. Bản tính nhân loại chỉ bị thương tổn trong các khả năng tự nhiên, bị rơi vào cảnh mê muội, phải đau khổ và phải chết. Qua bí tích thánh tẩy, ân sủng của Đức Kitô xóa bỏ tội nguyên tổ và quy hướng con người về Thiên Chúa. Tuy nhiên, vì hậu quả của tội nguyên tổ trên bản tính bị tổn thương vẫn tồn tại nơi con người, nên sự giữ đã phần nào thống trị con người, và vì thế con người phải tiếp tục chiến đấu không ngừng. Quý vị và các bạn thân mến, như thế, bản chất của tội nguyên tổ không phải là việc ăn trái cấm, nhưng là sự bất tuân phục mệnh lệnh của Thiên Chúa. Hậu quả của tội là đau khổ và sự chết về phần linh hồn. Tội nguyên tổ là thứ tội con người bị nhiễm chứ không phạm. Nói cách khác, đó là một tình trạng chứ không phải một hành vi. Bài tìm hiểu lần tới trong một chủ đề khác, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về Đức Giêsu Kitô, con một của Thiên Chúa. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị cùng toàn thể các bạn. Lệ tràn khóe mắt được ngày thấm khô, lòng nhiều sóng gió, ngài dẹp môi lo, hồn vội bắn mắt, ngài tìm cứu vớt ngay cho, rồi ngài nắm giữ, làm sạch dấu vết âu gió, cứu chưa đã qua thương tôi, ngài truyền sức sống. Để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, ngày đặt lên cao, hồn được Chúa nhắc lên cao, đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung, Chúa quá yêu tôi. Quá yêu tôi, thật ngạc nhiên khi thấy Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. Lúc
tôi cần ngày, ngày ở bên tôi hoài. Trọn đời tôi không xa Chúa tôi, những khi buồn vui chẳng rời. Vì trên khắp muôn nơi tôi đã gặp Đấng yêu tôi. Dắt tay làm đường lỡ bước, ngài tìm đến ngay, ngài thường xuống phương hỏi lòng chân ngang lo âu. Nhiều lần vấp ngã làm lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vớt buông tha. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa của bia kỷ niệm trong chương 4 của sách Giô-suê. Hôm nay, Đức cha Phê-rô sẽ giúp chúng ta biết cách liên tưởng đến Tân Ước khi đọc cuốn sách này. Khi ta đọc sách Giô-suê thì chúng ta liên tưởng đến Tân Ước, đến Chúa Giê-xu và những gì Chúa Giê-xu dạy, những gì mà giáo hội ngày hôm nay đang sống. Thì các thánh giáo phụ đã có những, không phải là ví von, nhưng mà các ngài nhìn Giô-suê cũng giống như Mô-sê vậy, là hình bóng báo trước về Chúa Kitô. Giô-suê dẫn dân Chúa qua sông Giô-đan tiến vào đất hứa, thì Chúa Giê-xu Kitô cũng dẫn chúng ta là dân của Ngài vào đất hứa. Nhưng mà đất hứa này không phải là một miền đất trần thế, mà là một miền đất vĩnh cửu. Miền đất vĩnh cửu. Cái miền đất vĩnh cửu đó đối với chúng ta ngày hôm nay cũng là đất hứa, bởi vì ta chưa thấy, đúng không? Ta chưa thấy cái miền đất đó còn ở trong tương lai, dựa vào lời hứa của Thiên Chúa. Cho nên Giô-suê là cái hình bóng về Chúa Kitô. Rồi thì việc vượt qua sông Giô-đan đó là hình ảnh của bí tích thánh tẩy. Nói cái điều này không có phải là nói một cách vô căn cứ. Anh các chị mở Tin Mừng Matthew ra thử, tôi chỉ cho xem. Không phải là vô căn cứ đâu. Matthew chương 3 đó, từ câu 13 đến câu 17. Chúa Giê-xu chịu phép rửa. Bấy giờ Đức Giê-xu từ biển Galilê đến sông Giô-đan gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. Thế thì Chúa Giê-xu chịu phép rửa ở đâu nào? Gioan rõ ràng nhé. Rồi ta đọc tiếp này. Nhưng ông một mực can người mà nói, chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi. Nhưng Đức Giê-xu trả lời, bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ chọn đức công chính. Bấy giờ ông Gioan mới chiều theo ý người. Khi Đức Giê-xu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy thần khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên người, và có tiếng từ trời phán,
đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người. Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan, dòng sông mà Giô-sua đã dẫn dân vượt qua vào đất hứa. Và khi vừa lên khỏi nước đó thì tầng trời mở ra và có tiếng từ trời phán: đây là con ta yêu dấu. Cái trình phạt này trước hết là về Chúa Giêsu, nhưng mà đồng thời cũng về tất cả các Kitô hữu. Khi chúng ta chịu phép rửa tội thì tầng trời cũng mở ra và Thiên Chúa cũng nói về mỗi người chúng ta: đây là con ta yêu dấu. Bởi vì mình thuộc về Chúa rồi, thánh là như vậy. Thế cho nên khi ta đọc sách Giô-sua mà nói đến cái chuyện vượt qua sông Giô-đan đó, thì phải nhớ đến bí tích rửa tội, đến bí tích thánh tẩy. Đấy là một vài chi tiết thêm mà tôi muốn nói với các anh chị. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện. Một tấm vải trắng thầy bẻ ra chia sẻ với cuộc đời, một tấm bánh trắng thầy bẻ ra cho một thế giới mới, tấm bánh trắng dưỡng nuôi một niềm tin, tấm bánh trắng dưỡng nuôi một tình yêu để đời ta nốt thỏa hạnh phúc. Từ tấm bánh ấy thầy mời ta chia sẻ với mọi người, từ tấm bánh ấy thầy mời ta loan truyền cho thế giới, tấm bánh ấy nối ta lại gần nhau, sức sống mới dẫn ta vào trường sinh. Thầy mời ta hãy cho họ ăn. Một người cha muốn giúp đứa con mình đang gặp nhiều vấn đề khó khăn. Ông nói với con rằng: con yêu, hãy nắm chặt bàn tay của con lại và nói cho cha biết con có cảm giác như thế nào. Người con nắm chặt tay lại một hồi lâu và nói: con cảm thấy hơi mệt và khó chịu cha ạ. Người cha nói tiếp: con hãy nắm chặt hơn nữa xem sao. Đứa con liền làm theo lời cha và nói: nắm tay chặt, con cảm thấy càng mệt hơn ạ. Bấy giờ người cha nói: vậy bây giờ con hãy buông tay ra. Người con buông tay và cảm thấy hơi thở trở nên nhẹ nhõm. Bấy giờ người cha mới giải thích: khi con muốn nắm giữ một điều vô ích, càng nắm chặt, con càng thấy mệt. Vậy hãy buông nó ra, con sẽ cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, buông xả là một nghệ thuật để đạt đến sự thư thái bình an trong tâm hồn. Càng nắm giữ nhiều,
người ta càng bị trói buộc và mất hết tự do. Hãy so sánh mặt nước trong một ao tù và dòng nước ngoài sông suối. Vì nếu giữ tù động mà nước trong ao nổi rêu xanh dơ bẩn. Trái lại, vì chảy trôi theo dòng sóng mà dòng nước ở sông biển luôn mát mẻ, sạch trong. Nếu tâm hồn ta còn lưu giữ tù động những thói hư tật xấu, những đam mê thế gian, thì tâm hồn sẽ trở nên ô nhiễm và vẩn đục. Càng tích cóp, chúng ta càng lo lắng mệt mỏi. Càng buông xả, chúng ta càng thấy nhẹ nhõm và bình an. Buông xả không phải là mất, nhưng là để vươn tới một tầm cao ý nghĩa hơn. Mỗi ngày hãy tập sống buông xả, tập bỏ đi thói tham lam ích kỷ, thói giận hờn ghen ghét, để đón nhận dòng chảy của ơn tha thứ. Một thiền sư cho rằng, sự buông xả là hành động can đảm. Thử hỏi, ta sẽ sống ra sao nếu một ngày không sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử hiện đại? Ta đã quen với đời sống hưởng thụ vật chất, nên rất khó để thanh thoát từ khước chúng khi cần thiết. Muốn buông xả, ta phải tập trung một khoảng thời gian. Khi đã thích nghi với nếp sống ít hưởng thụ, ta bỗng thấy không gian của mình thật rộng lớn. Ít bị lệ thuộc vào vật chất, ta mới có thời gian và cảm hứng để nhìn sâu vào mọi đối tượng hay mọi vấn đề. Buông xả là lúc ta tích tụ nhiều năng lượng để vượt qua những khó khăn thử thách. Lúc đó, ta mới thấy cuộc sống đẹp đẽ và nhiệm màu, mới dám trao tặng mà không đòi sự đền đáp. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu từng dạy các môn đệ, đừng làm nô lệ cho bất cứ ai và bất cứ điều gì ngoài Thiên Chúa. Hãy lấy Chúa là mối bận tâm lớn nhất của chúng ta. Hãy ưu tiên tìm kiếm những sự thuộc về Thiên Chúa và niềm vui hạnh phúc nước trời. Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó. Có kho tàng nào đáng giá hơn Thiên Chúa? Có của cải nào bền vững hơn nước trời? Ước gì, chúng ta biết thẩm định lại những giá trị phải chọn lựa, biết can đảm từ bỏ những thứ chóng qua hư nát, để tìm thấy kho tàng đích thực vững bền. Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương, Chúa đã từ bỏ địa vị làm con Thiên Chúa, mà mặc lấy xác phàm yếu đuối. Xin cho chúng con biết từ bỏ những cám dỗ của thế gian mà chọn Chúa làm gia nghiệp đời đời. Lạy Chúa Giêsu là đấng con yêu mến, xin cho con biết đước thắng con người tham lam yếu đuối của mình, để một lòng tôn thờ và tin tưởng trao dâng cuộc đời cho Chúa dẫn dắt. Amen. Một tấm bánh trắng thầy bẻ ra chia sẻ với cuộc đời, một tấm bánh trắng thầy bẻ ra cho một thế giới mới, tấm bánh trắng dưỡng nuôi một niềm tin, tấm bánh trắng dưỡng nuôi một tình yêu để đời ta nó thỏa hạnh phúc. Từ tấm bánh ấy, thầy mời ta chia sẻ với mọi người. Từ tấm bánh ấy, thầy mời ta loan truyền cho thế giới. Tấm bánh ấy nối ta lại gần nhau, sức sống mới
dẫn ta vào trường sinh. Thầy mời ta hãy cho họ ăn. 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 Give them, something to eat. Bánh ấy thầy mời ta chia sẻ với mọi người. Từ tấm bánh ấy thầy mời ta loan truyền cho thế giới. Tấm bánh ấy nối ta lại gần nhau, sức sống mới dẫn ta vào trường sinh. Thầy mời ta hãy cho họ ăn. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.